Đẹp đúng không? Không bị bụi. Anh từ xưa giờ anh mua máy chứ bao giờ anh bóc hay là test hay là tháo cái gì ra để test này. Có sao vậy? Mua vậy. Đấy, chính vì cái con mà nó lỗi 121333 ấy. Bọn nó cứ bảo cái lỗi mên. Thế là mình không biết cài. Thực ra dòng xe tóc nó lại là không đúng không? Nó ốp lại xong qua cái chạy lên này luôn. Chuẩn luôn. Cái giống này này nhiều khi nó hay báo không nhận sấy cái là bị do cái firmware của nó có vấn đề ấy. Chúng nó fix lại cái ngon. Thế là thôi thằng em nó fix rẻ được thì cho nó rẻ thôi. Người in nhiều phết nhỉ, gần triệu bản. Gần triệu bản.